Hello các bạn nha. Bữa nay mình vô làm kêu ổng là ông Sàm ổng làm clip mà ổng lại ổng ngủ nữa rồi. Bữa nay ổng làm biến sao á, làm như corona nhập còn dư âm hay sao á. Kêu ổng đồ làm clip mà ổng chưa làm. Hoài ngủ, ngủ trời thần đất địa luôn. Bữa nay mình vô mình không cho nó nữa. Nay mình chọc cho ổng tức ổng chết rồi. Ngủ hoài ngủ miết luôn, có tướng như con heo vậy đó. Giờ mình sẽ đi ra phòng trọ, mình lấy cái đàn của mình. Mình các bạn biết cái tai nghề đàn của mình giữ cái cỡ nào rồi. Đàn từ đàn guitar mà ra thành đàn cò luôn á, không biết. Giờ mình ra ngoài mình lấy cái đàn xong mình đàn cho ổng, kêu dài những cái bản nhạc bất hủ cho ổng khỏi ngủ luôn. Chơi đợt này cho ổng bóc cờ ổng luôn, để ổng cho khỏi cho ngủ. Giờ mình đi ra lấy cái đàn các bạn ơi. Đi lấy cái đàn. Thôi ông ở đây camera man, tôi ra ngoài tôi lấy cái, tôi chạy vô liền. Đứng này chờ ổng canh ổng nha. Ok. Trời ơi. A few moments later. Mấy người đó có cái súng đâu à? Súng hả? Ừ. Trong tay có cái súng nè. Vũ khí nóng nha. Vũ khí nóng nè. Tại nên thàn ở cái đàn hả bạn? Này cho ông tới số luôn. Cho bữa nay ông ngủ đi. Ngủ tui hả? Dạ. Ngủ với cu đen hả? Có khi nào đợt này ông lấy cái đàn ông đập vô đầu mình không ta? Cái đập dở cái đàn bằng đầu cu đen luôn á. Giờ vô trống chơi không, giờ chuẩn bị đặt camera đi, ông ngủ nữa rồi. Giờ tới rồi bạn, giờ mừng cameraman đặt cái góc quay xong cái mình chơi ổng cho ổng khỏi ngủ luôn. Mập mà thích ngủ quá trời luôn, tại mập như con heo vậy, tướng thì ú nu ú nút như cái con đun dừa vậy trời. Rồi cứ tối ngày ngủ hoài luôn, lần này khỏi ngủ. Đập vô đầu nó nát đầu luôn không trời. Trời ngủ à. Tướng đẹp gái dữ trời. Chưa mà còn ăn cốc kìa. Kiểu này không thao tháo được thua không. Kiểu trái cà tẹt luôn. Ngon dữ trời. Để trời. Cốc. Vô bà. Giờ mình đặt mấy cái góc quay ha bạn. Quay chơi ổng bạn ơi. Giờ tháo ra bạn ơi. Cái món nghề của mình là dữ dằn. Ấy à vậy. Đàn guitar và đàn cả cái đàn điện ngủ ghê. Tôi thấy ông ngủ, tôi đàn cho ông ngủ chìm sâu về giấc ngủ không nói gì vậy. Mày đợi đi mày ơi, mày đợi y như cái tao què tao, tao đợi gái. Những người chưa nắng á đùi vậy. Vậy mới ngon. Lửa cháy lên cao đi. Cao nguyên lửa cháy lên. Mất ngủ rồi, gặp mày nữa. Làm gì mất kể? Ai não rồi. Tôi làm cho ông ngủ ngon mà không nói gì ta. Chưa nắng chăng chang cái đờ đứng 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 qua biết trời, đờ như tao què người ta đờ cái này. Rồi trời, dẹp đi tao ngủ giấc coi. Hai não với mày đi chứ. Để tôi làm cho ông ngủ ngon. Mày dẹp cái đờ mày đi. Bé đù hết chứ mày không biết trời mày đờ chứ đậu chết. Làm cho ông ngủ thiệt là ngon luôn. Dẹp mẹ cái đờ mày ơi. Mày ngủ rồi, đồ thấy biết mày mày không mình lên giỏng mày ngủ có lý hơn. Trời ơi, ngủ hoài mập sao? Mập chưa nắng nồi gà ngủ người mát mẻ gặp mày đờn lửng tửng lửng tửng tửng. Cũng ngủ người cũng chứ mày. Ta đàn hay vậy mà không chịu nghe nữa. Mày dẹp cái đờn mày nha, hồi tao đập cái đờn mày dáng chịu á. Làm gì dữ à? Đờn cái đùi chứ không biết đờn, đờn đứng tửng 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 đầu cái mặt.
Later. Không đập gái gì vậy? Nằm ngủ nữa cứ đi khớt camera tướng bể nát luôn camera rồi mà. Làm chơi thêm vốn. Giờ ông cầm camera luôn nha cameraman. Cái ông vừa rồi cái mình chạy luôn nha. Đợt này chơi vốn, không lẽ đập vô cái đàn vô đầu cũng luôn. Ngủ hoài luôn, ngủ luôn. Nãy ông đâu có biết mình quay ông đâu. Đâu phải chơi thêm vốn nữa. Ông cầm ra sao nha. Nhớ né đường nha, tôi chạy với nha. Ông bỏ dép luôn, bỏ dép luôn.